Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Duy Hầu GP, kênh chia sẻ về cuộc sống Nhật Bản. Ngày hôm nay, một ngày cuối tuần là một trong những ngày đầu thu, thời tiết khá là trong lành và mát mẻ thì mình đã quyết định sẽ đi lên ga Ikebukuro và chỉ cách khoảng 40 phút từ nhà mình đi tới đây thì mình có thể là thay đổi được cái góc quay, một cái góc nhìn mới về cuộc sống Nhật Bản để cho mọi người cùng theo dõi. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại ngay ở trước cửa của một cái cửa hàng, một trong số top những cửa hàng nổi tiếng của Nhật Bản là Don Quixote. Và ở trong này thì người ta sẽ bày bán những cái vật phẩm gì, những cái mặt hàng như thế nào, thì hãy cùng mình khám phá và xem hôm nay mình sẽ thu hoạch được những gì nhé. Let's go. Và như mọi người có thể nhìn thấy thì cái cửa hàng này người ta đã bày bán sản phẩm ở từ ngay cái lúc mà ở cửa ra vào này, thì mình có thể nhìn thấy rất là nhiều các loại sản phẩm. Và cái điều đặc biệt ở cái cửa hàng này là cái cách mà người ta sắp xếp bố cục của cái cửa hàng này thì nó khá là phức tạp. Và có lẽ đây cũng là một cái điều mà thu hút khách du lịch khi mà tới đây, và có thể là có cái cảm giác như là mình đang lạc vào một cái mê cung mua sắm. Thì ở đây thì cái loại sản phẩm thì ngoài cái sự phong phú đa dạng đầy màu sắc ra thì người ta còn sử dụng để mà quảng bá sản phẩm của người ta bằng cái cách là sử dụng cả tiếng nước ngoài như là tiếng Việt Nam, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật của người ta. Cái số lượng sản phẩm cũng cực kỳ đa dạng và phong phú, từ thực phẩm đến nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ gia dụng, trang phục, những cái đồ cosplay, đồ chơi. Và khách hàng đến đây thì có thể mua sắm được những cái thứ hay ho và có thể là sẽ có một cái trải nghiệm mới mẻ khi mà tới với Nhật Bản. Thì vừa rồi mình đã dẫn mọi người đi một vòng ở tầng 1 thì mọi người có thể nhìn thấy là đa số là người ta sẽ bày bán những loại mặt hàng, sản phẩm, mỹ phẩm nhé. Bây giờ mình đã có mặt tại tầng 2 thì ở đây thì sẽ là cái tầng bánh kẹo này. Thì ở đây thì sẽ bày bán những cái loại mặt hàng bánh kẹo hoặc là những cái sản phẩm mà người ta đã đóng gói sẵn để mà cho khách du lịch người ta có thể vào đây mua và đem về làm quà cho bạn bè và gia đình chẳng hạn. Thì ở đây thì có rất là nhiều các loại bánh kẹo này, từ bim bim rồi là kẹo cứng, kẹo mềm, rồi các loại bánh cookie này kia thì rất là nhiều, thì mọi người có thể là thỏa thích một lựa chọn. Cái điều đặc biệt ở đây thì giá cả nó không quá mắc mọi người, chỉ ở trong tầm tay thì có thể mua được rất nhiều các loại quà này để mà đem về làm quà cho bạn bè khi mà mình có cái dịp mà đi qua Nhật để mà tham quan du lịch. Điểm hấp dẫn của chuỗi cửa hàng này chính là cái số lượng sản phẩm vô cùng phong phú. Tại đây có nhiều quà lưu niệm mang đậm nét Nhật Bản mà bao du khách nước ngoài mong muốn và tìm kiếm, chẳng hạn như mỹ phẩm, thuốc, các loại thiết bị điện tử, bánh kẹo hay là những món hàng hiệu. Các sản phẩm được trưng bày từ trên cho đến sàn nhà và bạn có thể tha hồ khám phá cửa hàng này như có thể đăng kiểm một kho báu vậy. Khoảng 40.000 cho đến 60.000 các loại mặt hàng khác nhau luôn có sẵn trong cửa hàng. Các mặt hàng lưu niệm được khách du lịch ưa chuộng thì chủ yếu tập trung ở tầng 1, và nào là những các loại bánh snack có vị takoyaki là một trong số những cái đặc sản của thành phố Osaka, và những cái món đồ bánh như bánh ngọt này qua lưu niệm mà đều đã được đóng gói sẵn với rất là nhiều họa tiết và cái việc mà trang trí một cái hộp quà như thế này có thể là cho chúng ta rất là tiện lợi khi mà mình có thể dễ dàng lựa chọn để mà mua về làm quà. Và có các loại bánh kẹo như sô-cô-la này rất là phổ biến với rất là nhiều cái hương vị khác nhau, và không có nhiều cái cửa hàng ở trung tâm thành phố mà có thể là cho chúng ta dễ lựa chọn và dễ có thể là thưởng thức được những cái hương vị đặc biệt như thế này đâu. Và có một cái điều đặc biệt đó là cái món phổ biến ở đây chính là cái set mì ramen take away, và có thể là biết được là nó nổi tiếng từ một cái cửa hàng vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản. Và có rất là nhiều cái loại mì ở đây thì mọi người hãy cùng thưởng thức nhé. Ở đây thì sẽ là cái quầy bán các loại bột tăng cân, bột giảm cân cho những cái bàn tập gym này, và có cái nhu cầu mà muốn được tăng cân hoặc là muốn giảm cân thì đều được bày bán rất là đầy đủ. Các loại bột protein này có khá là nhiều các loại hương vị này, từ cái vị là vanilla này, vị hương dâu tây, hoặc là cái vị cacao, vị milk tea, tức là cái vị là trà sữa, với lại nho này, thì có rất là nhiều cái chủng loại thế này cho chúng ta dễ uống, và mình có thể là lựa chọn là cái hương vị nào phù hợp với cơ thể mình, và mình có thể cảm giác được cái nó kích thích và mình sẽ lựa chọn và mình sẽ duy trì lâu dài. Bản thân mình cũng đang còn trong quá trình tập luyện và xây dựng cơ bắp, mình cũng có sử dụng protein, và cái vị hương vị mình thích nhất đó là cái vị sô-cô-la.
Ở đây thì người ta có bày bán những cái chai nước này. Cái này để mình đổ bột vào đây và sữa, hoặc thêm nước vào đây mình sẽ lắc đều để sử dụng thì cũng khá là tiện lợi. Rồi khám phá xong cái quê đặc sản bánh kẹo rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái không gian khác nhá. Thì mình sẽ đi lên tầng 3. Và hôm nay thì mục đích của mình chỉ quay video cho mọi người cùng theo dõi thôi, chứ mình cũng chưa có ý định mua gì cả. Nhưng mà trong quá trình mà đi thì có cái gì hay hay thì mình cũng sẽ cố gắng sẽ mua để về kỷ niệm với là cũng sẽ sử dụng. Thì mình đang bước lên cầu thang. Thì mọi người có thể nhìn thấy không, cầu thang ở đây người ta trang trí rất là đẹp. Những cái này là người ta vẽ bằng tay hết cả đấy mọi người. Thì cũng khá là bắt mắt khi mình đã đặc biệt để ý tới cái cửa hàng Don Quixote này á, là về cái cách thức trang trí này, rồi là cái cách người ta sắp đặt hàng hóa thì nó rất là lộn xộn. Nhưng cái lộn xộn ở đây thì nó không phải là mang cái ý nghĩa là nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, mà nó lại ngược lại là nó sẽ làm cho mình có cái sự thu hút rất là đặc biệt khi mà mình lạc vào trong này, giống như lạc vào một cái mê cung vậy. Nhìn chung thì tầng thứ 3 này thì người ta sẽ bày bán các loại là giày dép rồi áo quần trang phục nhá. Thì ở đây có những cái chiếc đôi giày này thì cũng khá là đẹp mọi người. Thì một cái đôi giày này thì giá chung thì sẽ là ở tầm gần 400 ngàn tiền Việt Nam mình. Thì bên này thì sẽ là những cái loại áo phông, rồi quần đùi, quần lót các kiểu rất là nhiều. Thì mọi người có thể là tham khảo và thao lựa chọn những cái trang phục nào mà phù hợp với mình. Có rất nhiều cửa hàng Don Quixote là người ta mở cửa đến tận khuya, hoặc thậm chí là có mở cửa 24/24 giờ nữa. Thì đây là một cái địa điểm rất là cùng tuyệt vời của cái cửa hàng, khi mà có thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi xuyên đêm của những khách du lịch thích khám phá này. Và trong đó thì bao gồm những cửa hàng Don Tonbori nằm ở trung tâm của khu vực trung tâm thành phố Osaka. Vì vậy là bạn có thể thoải mái mua sắm trước khi trở về khách sạn cũng như là sau bữa tối, mà không cần phải bận tâm quá nhiều về cái thời gian. Một điều thú vị khác về Don Quixote chính là nơi đây cung cấp miễn thuế bất cứ lúc nào trong giờ làm việc. Bạn chỉ cần yêu cầu miễn thuế tại quầy thanh toán ở tầng 1. Tại đây có nhân viên nói được tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn. Ngoài ra, bạn cũng có thể yên tâm rằng ở tại đây có sẵn các dịch vụ hỗ trợ phiên dịch với hơn 14 thứ tiếng khác nhau đấy. Ok là nha mọi người, bây giờ mình sẽ đi xuống và mình sẽ tính tiền cho cái món sản phẩm này. Thì hôm nay mình đi loay quay một vòng thì mình cũng mua được một cái sản phẩm cho mình. Thì đây là cái chai tẩy tế bào chết. Thì chai này mình sẽ sử dụng khi mà mình rửa mặt thì sẽ tẩy được toàn bộ cái tế bào chết và những cái chất cặn bã bệnh cát bụi ở trên cái mặt mình. Một tuần mình sẽ sử dụng khoảng 3 lần thì sẽ làm cho da mặt mình nó sạch và bóng hơn. Thì bây giờ mình sẽ xuống tầng 1 để mà mình thanh toán nha. Don Quixote là một cái nơi mà bạn có thể tìm kiếm những sản phẩm ưng ý mà không cần bận tâm tới quá nhiều về vấn đề tiền bạc hoặc thời gian. Và ngoài ra thì cái sự đa dạng về mẫu mã, mặt hàng vô cùng độc đáo ở đây thì cũng sẽ cho mọi người biết được cái lý do tại sao nơi đây lại là cái nơi ưa chuộng nhất khi mà dân du lịch người ta tới và người ta muốn mua sắm. Hãy ghé thăm Don Quixote để ghi lại những kỷ niệm đẹp về Nhật Bản nhé. Hôm nay mình có hẹn với một vài người bạn sẽ gặp nhau tại đây và sẽ ghé vào một cái nhà hàng Việt Nam để mà cùng thưởng thức và gặp gỡ nhau và tán gẫu sau nhiều cái ngày tháng mà chưa có gặp lại. Thì trong khi mà đợi các bạn tới thì mình sẽ cầm điện thoại và sẽ quay phong cảnh ở xung quanh đây để cho mọi người cùng theo dõi. Cái điều ấn tượng của mình ở đây á, thì mình cảm giác cái không gian ở đây nó khá là giống với lại Việt Nam mình, đặc biệt là giống với lại thành phố Hồ Chí Minh, một cái nơi mà mình đã từng có cơ hội sống ở đó tầm khoảng 6 tháng. Một cái thời gian tuy là ngắn thôi nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái không gian mát mẻ, không khí là nó sạch sẽ trong lành như là ở Sài Gòn vậy. Thì
giữa những cái tán cây xanh này thì người người đi dạo này, đi bộ và nói chuyện này, tán gẫu này, rồi có những cái quán cà phê, những cái quán mì ramen này, người ta đã mở cửa từ sớm mà cũng thu hút được rất nhiều khách du lịch. Và mình cảm nhận được cái không khí ở đây nó cũng khá là nhộn nhịp và rất là mới mẻ, khi mà những cái người đầu tiên mà đặt chân tới đây thì cũng rất là cảm giác bị thu hút như là mình vậy. Thật ra để mà nói thì cái ga Ikebukuro này thì mình cũng đi qua đi lại rất là nhiều lần, nhưng mà để mà đi xuống ga này và đi bộ như thế này như ngày hôm nay thì đây là cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình. Thì mình đang còn đi bộ vào một cái con hẻm này thì nó cũng khá là nhiều người đi lại, và hai bên này thì rất là nhiều cái cửa hàng, những cái mặt hàng mà người ta bày bán ở trong những cái tiệm đồ rất là nổi tiếng, như là tiệm giày, tiệm áo quần, tiệm kính chẳng hạn. Thì mình sẽ ghé vào một cái một vài nơi để mà mình sẽ trải nghiệm xem cái sản phẩm ở đây và giá cả nó như thế nào nhé. So với cái cửa hàng ở gần ga của nhà mình là ga Kawagoe thì nó sẽ có những cái khác biệt như thế nào khi mà mình có mặt tại một cái ga lớn như thế này. Phía đằng xa thì mình có thể có hai cái bức tường, người ta cũng thiết kế ra rất là đa dạng, nhìn cũng rất là cầu kỳ này, thì nó cũng khá là đặc biệt đấy. Thì mình cũng quay lại cho mọi người cùng theo dõi. Thì có thể đây là một cái biểu tượng gì đó, nó có ý nghĩa sâu xa gì đó mà mình cũng chưa có tìm hiểu được, nhưng mình thấy nó khá là thú vị cho nên cũng tiện thể mình quay lại luôn. Và hôm nay thì mình có một cái trải nghiệm tuyệt vời, đó là mình đi dạo ở dưới những cái đường con phố này thì cảm giác cái trong lòng nó cứ lưng lưng giống như là đang còn đi ở Việt Nam, Sài Gòn vậy. Mình cảm giác ở ga này thì không khí thật sự rất là trong lành, chỉ coi qua camera của mình thì mọi người chắc chắn cũng có thể cảm nhận được, nhất là cái bầu không khí trong lành với những cái tán cây xanh như thế này và cái cách mà người ta đi lại này, cái cách mà người ta bày bán, người ta đón khách, người ta kêu gọi khách hàng vào, thì mình cảm giác nó rất là thân thiện và rất là hài hòa khi mà mình đã chuyển tới đây. Và hy vọng rằng cái video ngày hôm nay sẽ mang đến cho tất cả những các bạn đang sống tại Nhật Bản một cái trải nghiệm thú vị khi mà mọi người có thể đặt chân tới ga Ikebukuro và có thể là cảm nhận được cái chút gì đó ở Việt Nam. Không chỉ bản thân mình mà cả những cái bạn bè của mình và những cái người mà mình quen biết, người ta cũng có giới thiệu với mình rằng khi mà người ta đặt chân tới cái địa điểm này, người ta cũng có cảm nhận giống như mình, đó là người ta cảm nhận được cái hương vị Việt Nam, cái mùi Sài Gòn khi mà có mặt tại ga Ikebukuro. Đang đi dạo lòng vòng thì mình vô tình bắt gặp được một cái cửa hàng này, một cái quán ăn của Nhật Bản, thì mình thấy cái poster người ta dán ở ngoài này cũng khá là bắt mắt. Thì mình cũng muốn thử xem cái món này như thế nào, thì lát nữa đợi các bạn tới thì mình sẽ hỏi ý kiến xem sao. Một cái phần ăn này thì trị giá tầm khoảng 800-900 yên thôi, thì cũng chưa tới 200 ngàn thì Việt Nam, thì cũng khá là rẻ. Thì mình cũng muốn thử xem cái hương vị của Nhật Bản xem thế nào, thì cũng lâu lắm rồi chưa ăn được cái món ăn ở nhà hàng Nhật Bản, thì lát nữa mình sẽ hỏi ý kiến và sẽ vào để thử xem nhá. Thì có lẽ là video ngày hôm nay của mình đã tới cái lúc mà để kết thúc, thì mình xin phép dừng video tại đây và xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi cái hành trình video của mình, những cái cuộc sống Nhật Bản của mình ở bên này và xem video mình tới giây phút này, và hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn nút like, đăng ký và để lại những comment cho mình để mà mình học hỏi và tiếp thu và chỉnh sửa kênh của mình ngày một hoàn thiện hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. GHGP xin chào và hẹn gặp lại.